Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, mới đây tại Lào Cai lại xảy ra một vụ sạt lở ở xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, khiến 7 người thiệt mạng, 11 người mất tích. Đây là vụ sạt lở thứ hai xảy ra trên địa bàn xã Nậm Lúc. Vụ sạt lở xảy ra vào 13 giờ 40 phút ngày 10 tháng 9 tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc. Thời điểm trên, đất đá từ trên đồi sạt lở với khối lượng lớn đã vùi lấp 8 ngôi nhà với 27 người. Ngay khi nắm được thông tin, các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng đến cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, công tác triển khai việc tìm kiếm khắc phục hậu quả vụ sạt lở gặp nhiều khó khăn. Do trời mưa to, tuyến đường vào thôn Nậm Tôn bị ngập sâu, có nhiều điểm sạt lở, việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải mất gần 4 tiếng ngược sông chảy từ Bảo Nhai lên mới tiếp cận được tới thôn. Các đơn vị khẩn trương triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm người mất tích. Đến 17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà đã đưa được 11 người bị thương ra hiện trường và đưa đi cấp cứu. Theo thống kê, có 7 người tử vong, hiện vẫn còn 11 người bị mất tích. Cũng trong ngày 10 tháng 9, trên địa bàn huyện đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực nhà máy thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc, xã Bản Cái. Vụ việc khiến nhà điều hành của thủy điện bị sập. Đến chiều cùng ngày, những người thoát nạn đã di chuyển về bệnh xá xã Bản Cái để được chăm sóc và điều trị vết thương. Vụ việc khiến một người bị thương và 5 người nghi bị mất tích. Lực lượng chức năng địa phương đã cùng các lực lượng trong và ngoài tỉnh tổ chức ứng phó để tiếp cận tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Tính đến 17 giờ ngày 11 tháng 9, trên địa bàn huyện Bắc Hà đã có 15 người tử vong, 19 người mất tích, 17 người bị thương do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Nhiều nơi trên địa bàn huyện tiếp tục bị sạt lở với khối lượng lớn, đồng thời ngập sâu. Nhiều xã, thôn, bản bị cô lập, tổng ước tính thiệt hại khoảng 325 tỷ đồng. Thưa quý vị, mới đây, chỉ trong tích tắc, trận lũ quét kinh hoàng đã vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người dân đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Trải qua khoảnh khắc sinh tử, nhiều người chưa khỏi bàng hoàng, sợ hãi. Nhớ lại giây phút kinh hoàng xảy ra vào sáng ngày 10 tháng 9, ông Hoàng Ngọc Diệp, trưởng thôn Làng Nủ cho biết, trước khi xảy ra lũ quét đã có mưa rất lớn. Khoảng 6 giờ, người dân trong bản nghe tiếng nổ lớn, rồi chỉ tích tắc sau đó, cả quả đồi đổ sập xuống, vùi lấp cả thôn. Anh Nguyễn Văn Hành, thôn Làng Nủ, là một trong số những người may mắn sống sót sau vụ lũ quét kinh hoàng. Tối nay, gương mặt của anh Hành vẫn hằn in vẻ bàng hoàng khi trải qua giây phút ở giữa ranh giới sinh tử. Anh Hành cho biết, lúc xảy ra lũ quét, anh và mẹ cầm tay nhau chạy khỏi nhà. Mẹ nói là chạy, chạy thôi, và hai mẹ con chạy rồi lạc nhau trong cảnh hỗn loạn. Khi chạy đến cây cầu trong thôn thì lũ ập xuống, đất đá ủi anh ra xa khoảng 20 đến 30 mét. Lúc này, anh cố vùng dậy và tiếp tục lết đến nhà dân gần đó rồi được ứng cứu kịp thời. Cùng ở thôn Làng Nủ, anh Nguyễn Văn Thinh đang trải qua cảnh xót xa đau đớn vì cả nhà đang ấm êm, nay lũ quét cướp đi tất cả, chỉ còn một mình anh sống sót. Anh cho biết lúc đó khoảng 6 giờ, cả gia đình đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng ủnh rất lớn. Đất đá ụp xuống và đẩy anh ra xa khỏi nhà khoảng 150 mét. Anh nằm trong đống bùn và được cứu sống. Anh Thinh cho biết hiện anh chưa có thông tin về các thành viên trong gia đình. Ngay sau khi xảy ra lũ dữ, ông Hoàng Quốc Bảo, bí thư huyện ủy Bảo Yên đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi và trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân, cứu hộ cứu nạn. Ông Bảo cho biết địa phương đang bị mất điện trên diện rộng và không có sóng điện thoại nên thông tin liên lạc rất khó khăn. Theo ông Bảo, các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương đã tích cực tìm kiếm, sơ cứu những nạn nhân bị thương và nỗ lực tìm kiếm người bị vùi dưới bùn đất. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, tính đến 18 giờ chiều nay, cơ quan chức năng xác định có trên 30 người bị thương và sống sót, tìm thấy 15 nạn nhân thiệt mạng, còn lại rất nhiều người vẫn đang mất tích. Huyện Bảo Yên đang tranh thủ thời gian gấp rút huy động lực lượng tiếp cận khu vực sạt lở, tìm kiếm các nạn nhân. Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, đây là một trận lũ quét kinh hoàng gây thiệt hại to lớn. Ông Trịnh Xuân Trường cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ lũ quét, tỉnh đã báo cáo chính phủ, quân khu 2 về tình hình diễn biến và thiệt hại bước đầu. Tỉnh cũng đang triển khai phương án 4 tại chỗ và huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia tìm kiếm kịp thời những người bị thương. Trước đó, cũng chịu ảnh hưởng của bão số 3, tại Phú Thọ cũng xảy ra một vụ sập cầu khiến nhiều người thương vong. Thưa quý vị, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông của tỉnh Phú Thọ đã bất ngờ đổ sập hai nhịp vào sáng ngày 9 tháng 9. Sự cố này đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, đồng thời cũng gây cản trở đáng kể đối với hệ thống giao thông. Cho đến sáng ngày 10 tháng 9, công tác khắc phục thay thế cầu vẫn chưa thể tiến hành do nước lũ vẫn tiếp tục chảy xiết, mực nước ngày càng dâng cao. Trước đó, để đảm bảo an toàn giao thông và hoạt động lưu thông, vận chuyển trên địa bàn,
Chiều ngày 9 tháng 9, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an Phú Thọ cho biết, sẽ có phương án khắc phục lâu dài như xây dựng cầu mới, có giải pháp như cầu phao, phà cho di chuyển. Đến sáng ngày 10 tháng 9, mặc dù chỉ có mưa nhỏ tại khu vực huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, nhưng dòng nước chảy xiết, mức nước dâng cao khiến công tác xây lắp cầu phao chưa thể tiến hành. Hiện lực lượng chức năng vẫn túc trực, phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân đi đường tránh từ Lâm Thao đến Tam Nông và ngược lại. Dự kiến cầu phao sẽ được lắp đặt cách vị trí cầu khoảng 1 km, tại vị trí xã Hương Nộn, huyện Tam Nông và xã Kinh Kệ, huyện Tam Nông. Đây cũng là hai bến đò cũ, đã có sẵn lối xuống phà trước đó. Tại khu vực xung quanh, lực lượng chức năng đã bắt đầu lắp đặt đèn chiếu sáng, chặt bớt cành cây để sẵn sàng vận chuyển thiết bị, vật tư lắp đặt cầu phao. Có mặt tại ven sông nơi sắp lắp đặt cầu phao, nhiều người dân ngóng chờ cầu được lắp đặt. Do dòng nước chảy xiết, một số người dân có thuyền neo đậu dưới sông cố gắng đưa thuyền lên bờ. Ông Huấn, người dân xã Hương Nộn chia sẻ, nếu không có cầu, người dân muốn qua Lâm Thao phải đi đường vòng tới quãng đường gần 30 km. Vì vậy, người dân rất mong chờ cầu phao được lắp đặt sớm để đi lại thuận tiện hơn. Ông Huấn cho hay, khi nghe tin cầu Phong Châu bị sập, tất cả người dân đều rất ngỡ ngàng. Hôm 9 tháng 9, nghe thông tin nhiều người bị rơi xuống sông khi cầu sập, ai cũng thương xót. Chỉ mong sao còn người được cứu và sẽ không còn thảm họa nào như vậy nữa. Sau 24 giờ cầu Phong Châu bị sập, do dòng nước chảy rất mạnh, nên mặc dù các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn đã chuẩn bị hết các phương tiện vật tư nhưng vẫn chưa thể thực hiện. Đến nay, cơ quan chức năng đã sơ bộ xác định có 8 người mất tích, 3 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện trong vụ sập cầu Phong Châu, Phú Thọ sáng ngày 9 tháng 9. Khi nghe tin sập cầu Phong Châu, anh Ngô Văn Khanh, 26 tuổi, ngụ tại xã Hương Nộn, Tam Nông, Phú Thọ, chạy vội ra phía bờ sông để cứu người gặp nạn. Khoảnh khắc cứu được một nạn nhân đang trôi trong dòng lũ, anh Khanh nói, lúc ấy anh cũng rất rụt. Anh Khanh nhớ lại khoảnh khắc cầu Phong Châu đổ sập. Vào thời điểm đó, anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu, rồi anh tức tốc lái thuyền chạy ra cứu người. Khi ấy, khoảng 10 giờ sáng, lúc ấy anh đang ra ven sông để neo lại chiếc thuyền của gia đình tránh mưa lũ. Bỗng, anh nghe thấy bố gọi điện nói cầu Phong Châu sập rồi, ra ven sông cứu người đi. Sau đó, anh Khanh nghe thấy tiếng kêu cứu. Đưa mắt tìm kiếm, giữa những cây gỗ trôi dạt, anh Khanh phát hiện một người đang ôm một cây xoan trôi theo dòng nước lũ, cách vị trí của mình khoảng 500-700 mét. Không nghĩ nhiều, anh Khanh lập tức cùng hai người khác trèo thuyền ra ngoài dòng nước đang chảy xiết để cứu người. Anh cho hay, chưa bao giờ anh dám trèo thuyền ra dòng nước lũ chảy xiết như vậy. Nếu không may, dòng nước lũ cuộn xoáy sẽ cuốn cả thuyền đi. Nhưng lúc ấy, anh không nghĩ được nhiều. Trong khi hai người khác trèo thuyền, anh đứng ra mũi thuyền để kéo người gặp nạn lên thuyền. Chiếc thuyền chỉ dài 7 mét, rộng chừng 1 mét, nên việc di chuyển dưới dòng nước cũng khó khăn. May mắn, anh cùng mọi người đã nhanh chóng tiếp cận đến vị trí nạn nhân. Anh nhớ lại, lúc ấy, anh cầm lấy tay nạn nhân rồi lôi thốc lên trên thuyền, chiếc thuyền cũng chao đảo theo. Sau khoảng 10 phút, ba người đã cứu được nạn nhân bị lũ cuốn do sập cầu. Anh Khanh nói, lúc đưa được lên bờ, nạn nhân còn rất hoảng loạn, trên cơ thể có nhiều vết xước. Phải mất một lúc sau, nạn nhân mới nhớ được số điện thoại của người nhà và gọi được để xuống đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thực sự, lúc cứu được người, anh mừng nhưng cũng rất run. Còn đối với ông Ngô Văn Huấn, bố anh Khanh, ông vẫn chưa hết bàng hoàng khi cây cầu hàng ngày mình đi qua đã đổ sập, cuốn trôi nhiều người chưa rõ tung tích. Ông Huấn chia sẻ, sáng ngày 9 tháng 9, ông vừa di chuyển qua cầu Phong Châu được 10 phút thì nghe tin cầu sập. Lúc ấy, ông còn không tin được là cầu sập, nhưng khi chạy ra phía trước nhà, nhìn về phía cầu cách đó không xa, thì đúng là cầu đã sập thật. Ông liền gọi điện cho vợ con để ra sông canh, nếu người bị nạn trôi qua thì cứu. Lúc ấy, chân ông như nhũn ra, tức tốc chạy về phía thuyền của gia đình neo đậu để hỗ trợ. Cuối cùng, con trai ông chỉ cứu được một người. Dù vẫn túc trực ở bên sông, nhưng gia đình ông không thấy nạn nhân nào nữa. Anh Khanh cho hay, sau khi người nhà nạn nhân đưa người gặp nạn đến bệnh viện, cũng đã gọi điện cảm ơn và hẹn khi tình hình ổn định sẽ qua chơi. Anh kể lại, lúc ấy anh mới biết nạn nhân, chú tên là Sơn. Anh cũng mong rằng khi ra viện sẽ được gặp lại chú để chúc chú có nhiều sức khỏe. Anh Khanh chia sẻ, kể từ khi mọi người biết đến, cũng có nhiều người hỏi thăm về việc anh cứu người, dành lời tán thưởng. Thế nhưng, anh nghĩ rằng, cứu người thì sau này có gặp nạn cũng sẽ có người cứu mình. Giúp được ai điều gì thì nên giúp. Trước đó, ông Sơn, nạn nhân được anh Khanh cứu vớt trong vụ sập cầu cho hay, khi đang trên đường về nhà thì gặp nạn. Lúc ấy chỉ nghe thấy tiếng uỳnh uỳnh, vẫn nghĩ do xe tải nặng di chuyển lên cầu nên vậy. Chỉ vài giây sau, cả người và xe ông đã rơi xuống cầu. Lúc ấy, ông đang đi sát bên mép cầu. Trong dòng nước chảy xiết, ông nghĩ mình khó qua khỏi. May mắn, ông vớ được cây chuối rồi bám vào đó. Sau khi trôi theo dòng nước chừng 3-4 km thì được người dân là anh Khanh cứu lên.
hành động dũng cảm của anh Khanh và gia đình đã giúp một người có thêm cơ hội được sống. Cho đến nay, ông Sơn là nạn nhân duy nhất rơi xuống sông trong vụ sập cầu được cứu sống. Hai nạn nhân còn lại được cứu khi rơi trúng trụ cầu. Hiện số lượng nạn nhân trong vụ sập cầu vẫn chưa được xác định, công tác cứu hộ gặp khó khăn do nước lũ dâng cao.